Ok, ngay bây giờ Nhất sẽ hướng dẫn bạn cách mua hosting ở trên Hotamada để tiến hành tạo lập cho mình một cái website, một cái doanh nghiệp online ở trên Internet. Đầu tiên thì các bạn cần chuẩn bị một cái thẻ Visa hoặc là một cái tài khoản PayPal vẫn còn tiền ở bên trong, đúng không ạ? Vẫn còn tiền để chúng ta thanh toán cho nó không bị gián đoạn. Chọn sẵn một cái tên miền yêu thích và các thông tin cá nhân và thông tin liên hệ của bạn, đúng không ạ? Và đó là những cái thứ mà chúng ta cần phải chuẩn bị. Và bây giờ Nhất sẽ tiến hành truy cập vào cái trang chủ của Hotamada. Và cái đường link đăng ký Hotamada thì Nhất sẽ đặt ở cái phần mô tả dưới cái video này. Các bạn click và các bạn mua thông qua cái đường link của Foreign Center thì các bạn sẽ được hỗ trợ cái cách làm website một cách nhanh chóng nhất, cũng như là các bạn sẽ được Foreign Center tặng cho một số cái tài nguyên để làm website, và nó sẽ giúp các bạn tiết kiệm được rất là nhiều chi phí. Và ngoài ra các bạn còn có cơ hội kiếm tiền affiliate và được Foreign Center hướng dẫn một cách chi tiết bài bản nhất, và có thể kiếm được tiền thông qua cái hình thức đó là affiliate, đúng không ạ? Thì chỉ cần nhân bản với một cú click chuột thì các bạn hoàn toàn có thể tạo ra được những cái website như thế này đấy, có sẵn nội dung content luôn, đúng không ạ? Thì Nhất sẽ tặng bạn giao diện tất cả mọi thứ, tức là các bạn nhân bản và tạo ra cái web được như thế này. Đây là cái web demo, ví dụ web bán hàng này, đúng không ạ? Rồi web blog cá nhân, đúng không ạ? Thì Nhất sẽ tặng cho bạn tất cả những tài nguyên để các bạn có thể làm được một cái web như này rất là đơn giản, và hướng dẫn bạn một cách chi tiết làm một cái website từ A tới Z hoàn toàn miễn phí, đúng không ạ? Và Nhất sẽ support bạn để có thể tạo ra một cái website chuyên nghiệp như này đấy. Ok, khi mà chúng ta truy cập vào cái đường link thì sẽ dẫn đến cái trang chủ Hotamada đấy, thì hosting này đang giảm đến 70% đúng không ạ? Đối với xe hosting này thì các bạn click vào đây, hoặc là click vào cái phần hosting này, hoặc các bạn click vào SSD xe hosting on the cloud này cũng được, đúng không ạ? Click vào đây hoặc là click vào đây đấy. Ở đây Nhất sẽ click vào đây nhé. Đó, các bạn giảm đến 70% này. Đây là cái hosting rất là mạnh mẽ, đúng không ạ? Rất là mạnh mẽ. Đây, các bạn click vào đây để xem. Đó, ở đây thì nó sẽ có ba cái gói. Cái gói đầu tiên là Startup, đúng không ạ? Web Speed. Thì cái gói này là cái gói mà đắt nhất, đúng không ạ? Thì thông thường thì chúng ta chỉ cần sử dụng cái gói này thôi. Đó. Thì so với những cái hosting khác thì hosting này là một trong những cái hosting rất là mạnh mẽ, bởi vì nó sử dụng cái ổ đĩa SSD, đúng không ạ? Cái công nghệ mới nhất hiện nay. Đó. Thì ở đây cái gói thứ hai này, chúng ta nên sử dụng gói thứ hai này, đúng không ạ? Bởi vì nó sẽ không giới hạn website. Cái gói đầu tiên này chỉ là một website thôi, đúng không ạ? Và chúng ta không được phép làm nhiều website. Đó. Và tiền nào của đấy, đúng không ạ? Thì các bạn có thể mua cái gói này nhé. Ở đây thì Nhất sẽ tiến hành demo mua cái gói web WAP này, đúng không ạ? Là cái gói mà chúng ta có thể làm được nhiều website. Đó, RAM 4GB này. Đấy, dung lượng đến 30GB này. Đó, đúng không ạ? Đây là lựa chọn tốt nhất nhé. Thì nếu như bạn nào mà làm nhiều website hơn mà muốn website của mình mạnh mẽ hơn thì các bạn có thể gói Speed này, đúng không ạ? Rồi, ok. Tiếp theo thì các bạn click vào Order Now, đúng không ạ? Đấy. Rồi, cái phần đầu tiên này là chúng ta sẽ đăng ký một cái tên miền mới. Ở đây thì Hotamada sẽ tặng cho chúng ta một cái tên miền miễn phí, đúng không ạ? Đây, ví dụ như bạn muốn mua một cái tên miền miễn phí thì các bạn gõ vào đây, đúng không ạ? Của Hotamada. Đấy, các bạn check này. Đây. Chúng ta click vào đây, nó có lựa chọn đầu tiên là sẽ được tặng, đúng không ạ? Đăng ký một cái tên miền miễn phí này. Đấy, chúng ta check. Đấy, thì khi mà nó xuất hiện cái nút tick như này, tức là cái tên miền này hoàn toàn là của chúng ta có thể đăng ký được, đúng không ạ? Ok, nếu mà chúng ta check mà nó sẽ như thế này, đúng không ạ? Tên miền đã được tồn tại trong database rồi, đúng không ạ? Thì chúng ta không thể đăng ký được nữa. Đấy. Thì ở đây thì Nhất sẽ tiến hành đăng ký cái như thế này, đúng không ạ? Đây là tìm miễn phí. Đó, đúng không ạ?
mà năm sau thì chúng ta nếu như chúng ta gia hạn ấy, thì chúng ta sẽ phải thanh toán nhá, nó miễn phí một năm thôi. Còn nếu như chúng ta có một cái tên miền rồi mua sẵn ở ví dụ như Namecheap hay là những cái nhà cung cấp tên miền khác chẳng hạn, thì các bạn có thể gõ vào đây đúng không ạ, ví dụ như là Nhất có một cái tên miền là xuânnhất.net .net thì Nhất có thể chuyển về đây đúng không ạ, tuy nhiên không nên chuyển nhé. Nếu như các bạn có một tên miền nhà cung cấp khác thì các bạn nên chọn ở dòng thứ ba này này. Đó, dòng thứ ba đấy, ở đây thì các bạn gõ .net chẳng hạn đúng không ạ, nếu là đuôi .net .com nếu là đuôi .com đúng không ạ, .net thì ở đây chúng ta có thể sử dụng cái domain này đấy, nó có ba lựa chọn nhé. Đầu tiên là chưa có thì các bạn có thể sử dụng cái tên miền được tặng bởi Hotamada đúng không ạ, hoặc nếu như có rồi thì các bạn chuyển về đây, nhưng cái thứ hai này các bạn không nên chuyển nhé. Nếu bạn có tên miền rồi thì các bạn chọn cái thứ ba này, còn chưa có mà muốn sử dụng cái tên miền miễn phí năm đầu tiên thì các bạn sử dụng cái này đúng không ạ. Rồi ok, Nhất sẽ lựa chọn cái dòng đầu tiên này nhé. Đấy, check này. Rồi, nhấn continue. Các bạn có thể lựa chọn thời gian đây. Ở đây thì Nhất lựa chọn 1 năm. Nếu như các bạn lựa chọn 2 năm này thì chúng ta sẽ phải trả thêm tiền đúng không ạ? Tuy nhiên nếu mà năm sau chúng ta muốn gia hạn thì chúng ta gia hạn sau cũng được. Rồi, continue nhé. Rồi, ở đây thì chúng ta sẽ có những cái lựa chọn này đúng không ạ? Đấy, mua 12 tháng. Rồi, 24 tháng, 36 tháng. Đấy, free domain đúng không ạ? Free domain năm đầu tiên nhá. Đấy, thì chúng ta chọn 1 năm thôi đúng không ạ? Ở đây thì nó sẽ có những cái data center, tức là trung tâm lưu trữ dữ liệu đấy, thì chúng ta nên chọn Singapore nhá để cái tốc độ tải trang nó nhanh nhất. Đấy đúng không ạ? Ở cái phần này thì chúng ta không cần lựa chọn. Cái này để tăng tốc độ website thôi, nó giảm giá cho chúng ta 20%. Nhưng chúng ta không cần thiết đúng không ạ? Bởi vì cái hosting này khá là nhanh rồi, đúng không ạ? Khá là nhanh rồi. Đây thì các bạn có thể thấy cái tốc độ của cái demo 1 này khá là nhanh đúng không ạ? Khá là nhanh. Đấy, đúng không ạ? Rồi ok, chúng ta quay trở lại nhé. Chúng ta nhấn preview order này. Rồi xem lại một lần nữa. Đấy, lựa chọn cái 12 tháng này đúng không ạ? Data center chọn Singapore nhé. Rồi, ok, chúng ta click vào preview order. Preview order. Ở đây cái dòng này các bạn bỏ đi cho Nhất đúng không ạ, bỏ đi không cần thiết lắm đúng không ạ. Rồi cái phần này ok, nhấn continue nhé. Đấy, ở đây thì chúng ta chỉ cần thanh toán 56,3 thì cái giá nó 56,3 nhân cho 24 thì chúng ta chỉ cần trả khoảng 1,3 triệu thôi này đúng không ạ. Nếu như các bạn thuê website bên ngoài thì chắc chắn phải 3 đến 5 triệu là cái gói rất là bình thường đúng không ạ? Mà chúng ta tự làm thì chúng ta chỉ cần mất khoảng 1,3 triệu thôi đúng không ạ? Ok, freeze. Ok, khi mà bạn mua thông qua Forex Center thì chúng ta còn có một cái cách nữa để có thể giảm nhiều hơn. Ở đây thì là 56,3 đô đúng không ạ? Tuy nhiên có cái cách để chúng ta có thể giảm giá thêm được khoảng 10 đô nữa. Thì chúng ta sẽ làm như sau. Các bạn click vào remove đúng không ạ? Loại bỏ cái code này đi. Và bây giờ chúng ta sẽ gõ cái code này là Forecenter 75. 75 đúng không ạ? Forecenter 75. Đấy, các bạn click vào cái này. Thì chúng ta sẽ giảm được thêm đúng không ạ? Chúng ta giảm thêm chỉ còn khoảng 46,92 đô thôi này. Còn 42 đấy đúng không ạ? Thì chúng ta nhấn tiếp theo là nhấn checkout. Đấy các bạn thấy không ạ? Lúc đầu là 56,3, bây giờ chỉ còn 46,92 thôi. Rất là tuyệt vời đúng không ạ? Khi các bạn mua thông qua Forex Center thì các bạn sẽ được rất là nhiều lợi thế. Rồi bây giờ các bạn click vào checkout nhé. Chúng ta được giảm, các bạn thấy được giảm rất là nhiều đúng không ạ? Thì ở đây chúng ta có tài khoản sẵn rồi thì chúng ta click vào đây. Nhưng mà Nhất biết là các bạn chắc chắn là chưa có tài khoản thì chúng ta tạo một cái tài khoản mới nhé. Ở đây thì các bạn gõ hoàn toàn bằng tiếng Việt không dấu nhé. Nhất Đào đúng không ạ? Email email. Cái này thì các bạn bỏ qua cũng được. Ở đây thì các bạn gõ số điện thoại của các bạn vào. Ví dụ Việt Nam thì các bạn chọn Việt Nam nhé. Việt Nam cộng 84 này. Gõ số điện thoại của bạn vào đây đúng không ạ?
đúng không ạ? Bắt buộc. Bắt buộc thì các bạn gõ chữ thường này, chữ hoa, số và ký tự đặc biệt đúng không ạ? Bắt buộc thì các bạn sử dụng chữ thường, chữ hoa, số và ký tự đặc biệt. Đó, để cho nó bảo mật. Bây giờ chúng ta sẽ sử dụng thông tin thanh toán đúng không ạ? Thì chúng ta ở Việt Nam thì chúng ta ghi là Việt Nam nhé. Đây, chúng ta có thể viết là Lâm Đồng, thành phố Đà Lạt đúng không ạ? Zip code nếu như bạn không biết thì các bạn có thể truy cập vào cái đường link này xuannhat.net duyệt zip code nhé, .html đúng không ạ? Ok, các bạn truy cập vào đây đúng không ạ? Ví dụ nhất ở Lâm Đồng thì nhất sẽ nhấn Ctrl F này, nhất gõ vào đây là Lâm Đồng. Đó, thì nó ra cái mã zip code là 670.000 và chúng ta copy đúng không ạ? Đây, copy chúng ta dán đây xong. Rồi, ở đây địa chỉ. Rồi, các bạn có thể copy y nguyên này lên cái dòng này cũng được đúng không ạ? Rồi tiếp đến thì ở đây các bạn nếu như có PayPal thì các bạn thanh toán bằng PayPal nhé. Ở đây thì chúng ta sẽ thanh toán bằng cái thẻ Visa đúng không ạ? Card number này thì các bạn sẽ điền 16 chữ số mặt trước của card đúng không ạ? Đấy. Đây, 16 chữ số này đây đúng không ạ? 16 chữ số mặt trước của card đúng không ạ? Rồi tiếp đến ở đây là ngày hết hạn. Ngày hết hạn đúng không ạ? Ngày hết hạn. Và đây là 3 chữ số mặt sau của thẻ. Đây này, 3 chữ số ở đây này đúng không ạ? 3 chữ số CVV này, 3 chữ số mặt sau của thẻ. Đó. Và sau đó các bạn nhấn vào đồng ý này đúng không ạ? Và nhấn check out. Đó là xong. Đúng không ạ? Như vậy là tôi đã hướng dẫn bạn một cách chi tiết nhất cái cách mua hosting HotAlphaLa đúng không ạ? Ok, sau khi các bạn mua thì chúng ta sẽ được dẫn đến cái giao diện như thế này. Đó. Hoặc là các bạn có thể đăng nhập đúng không ạ? Đăng nhập. Ok, sau khi mà các bạn thanh toán xong thì các bạn cần phải vào hộp thư email của mình để chúng ta xác minh đúng không ạ? Xác minh cái email đấy là của chúng ta. Đó, chúng ta cần phải xác minh nhé, xác minh cái địa chỉ email này là của chúng ta. Đó, đúng không ạ? Chúng ta cần phải xác minh tài khoản này và ở đây sẽ có những cái email mà HotAlphaLa gửi cho chúng ta. Đó. Ok, sau khi các bạn thanh toán xong thì chúng ta sẽ tiến hành đăng nhập vào HotAlphaLa đúng không ạ? Thì đây là cái giao diện của HotAlphaLa, cái trang quản trị hosting đúng không ạ? Đó, thì ở đây chúng ta có thể truy cập vào trong cPanel này để chúng ta có thể tiến hành tạo website. Thì cái view này nhất sẽ gửi cho bạn sau đúng không ạ? Đấy, đấy, đây là trang cPanel. Thì có một số bạn sau khi thanh toán xong thì nó sẽ gặp một cái tình trạng lỗi đúng không ạ? Là HotAlphaLa sẽ trả lại tiền vào trong tài khoản của chúng ta mà thông báo ở đây là gian lận. Đấy, thì chúng ta sẽ quyết sao? Thì các bạn vẫn xác minh tài khoản nhé, và trong thư email vẫn xác minh tài khoản đúng không ạ? Rồi tiếp đến này, các bạn cần phải tạo một cái ticket đúng không ạ? Mở một cái ticket. Đấy, các bạn click vào open new ticket hoặc là các bạn có thể truy cập vào trong cái hộp chat ở đây đúng không ạ? Cái hộp chat ở bên đây đúng không ạ? Hộp chat này, và nếu như nó quay này thì chúng ta tạo ticket cho nó nhanh đúng không ạ? Đây, support open new ticket đúng không ạ? Rồi các bạn lựa chọn general support. Rồi đây thì các bạn lựa chọn duy nhất vẫn là cái dòng general support đúng không ạ? Mức cao nhất. Đấy. Ở đây các bạn ghi là hỗ trợ hay help me đều được. Rồi web web. Ở đây thì chúng ta cần ghi một cái thông điệp. Ở đây thì các bạn có thể lên Google dịch nhá. Các bạn nói yêu cầu của bạn
Ví dụ như là tôi đã thanh toán, tuy nhiên tiền lại trả vào tài khoản của tôi và rất muốn là Hot Lamada giải quyết vấn đề này cho tôi để tôi có thể mua được hosting và tạo cái website đầu tiên của tôi. Đấy, các bạn có thể ghi như vậy và các bạn copy phần tiếng Anh và dán vào trong phần này, đúng không ạ? Ở đây thì Nhất đã chuẩn bị sẵn rồi. Thì cái phần nội dung này thì Nhất sẽ để ở phần mô tả nhé. Các bạn có thể copy cái phần này để nếu như các bạn gặp cái tình trạng lỗi thì các bạn có thể gửi, đúng không ạ? Các bạn nhấn submit, đúng không ạ? Các bạn nhấn submit là xong. Rồi, ví dụ Nhất nhấn submit này. À, đúng không ạ? Ví dụ đây thì chúng ta sẽ nhận được cái phần trả lời, đúng không ạ? Ở đây thì Nhất sẽ tiến hành đóng nhé. Đóng lại. Ok. Đấy. Ví dụ như những cái phần mở này nó có bộ lọc ở đây, đúng không ạ? Trả lời thì chúng ta click vào đây thì họ sẽ trả lời cho chúng ta đó, và chúng ta tiến hành vào trong My Service này, chúng ta thanh toán thôi, đúng không ạ? Ok, xin chào và hẹn gặp lại bạn ở những video sau. Chúc bạn thành công.